xe máy đi nhanh ghê, xe máy đi nhanh ghê. Quả quá. Vâng.
Trần ơi, Dạ. chị ở nhà nhá, em đi mua Vâng. giống rau. Vâng. Có. Ba gói này bao nhiêu tiền đấy cháu? Dạ, mỗi gói 10.000, ba gói là 30.000. Chị nhổ cỏ vâng. hoa à, chị? Vâng.
này cày ngọt. Xong anh lên nhà thay quần áo đi, xong giúp em, xong với em đi đón chip đi em. Đi đón chip á? Dạ. Bác cũng đi đón chip về thôi, giờ không nhà bác trẻ cũng buồn lắm, ngồi một mình. Dạ. Đã chơi bác trẻ. Em với chip lắm á. Em phải khoác phân không em? Có, em phân. Được, em kìa. Cái rác sẽ lúa mùa nè. Vâng. Biết hôm qua chip ở với bố nó ngủ có khóc không? Làm nhanh xong bắt đầu em với anh đi đón chip ấy. Em nhớ chip quá. Cô nhân là chip khô nhà thì cảm giác nó vắng vẻ thật em ạ. Xong anh em làm nhanh nhanh xong đi xem chip thế nào. Mình nhà mình chả có ai chơi cùng. Con đi về đi anh, để đi đón chip con tối nữa. Học lại nào.
Sao đây? Mẹ các chị về cho con tập đi đấy. Con lắp cho gái nhá. Nào. Đây nào gái. Gái để chơi nhá. Muốn đi làm việc một tí nhá. Chị Ba ơi, con đi chơi được bố nhá. Nào nào đứng dậy, nào đứng dậy đi Ba Ba. Ba đừng có xem nào. Đây đây là bố nhá. Bố làm việc một tí nhá. Ba đây đợi bố nhá. Nào. Con phải ngoan chứ. Bố làm việc nhá. Bố làm việc. Mấy bữa nay là không được rửa bát rồi. Ở nhà một mình cái gì cũng bừa bộn. Ngày trước Thu ở nhà nó còn giúp dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Quá này xe không đâm cho. Ủa đâu vậy? Em kia đâm cho. Ui này chân này, kia quần áo này. Thế nào xem anh lấy xe gọn mà anh ơi. Quần áo con này bẩn hết như thế này không biết làm gì để con bò ra đường. Anh Hồi à? Nhà mở cửa tăng hoang thì nhà thì không có ai mà đi thả con như thế này, anh thử xuống bếp xem thấy anh đấy không anh? Anh Hồi ơi! Anh Hồi ơi! Anh làm cái gì mà anh để con bò ra ngoài đường thế? Anh chỉ tranh thủ xuống làm việc một tí thôi, con chạy ra đường em. Tranh thủ hôm anh để đóng cái cửa chứ, không anh để thế chiếc bò ra ngoài đường vậy. Hôm qua anh đón về, tôi đã dặn anh rồi. Bảo coi con cho nó cẩn thận. Tôi bảo anh mà anh vừa không nghe. Nếu hôm nay tôi với anh Nam. Vậy à, anh không biết đâu. Anh để chiếc hôm qua tôi đã bảo anh rồi, trông coi. Mày quá mà tôi đi kịp ấy. Con cho nó đàng hoàng mà anh lại bỏ nó ở một mình về à?
Anh xin lỗi, anh bất cẩn quá. Anh ơi, anh lúc nào chứ mà chả nói cái lúc nào cũng câu xin lỗi, lúc nào cũng bất cẩn. Hôm nay con mà có vấn đề gì thì sao? Mai tôi với anh Nam còn đến kịp tí nữa thì xe đâm rồi. Đi đâu anh mày đóng cửa hay là dây điện anh, với tôi cũng để rồi, dây điện anh để thòng lòng xuống dưới này thì chip nó thò tay vào thì làm sao? Tôi cũng không ấy được để ý con, vì tôi mới đón con về thì cũng nghĩ nó chưa bò nhanh như vậy. Hôm qua tôi bảo anh rồi, nó bây giờ nó bò nhanh lắm. Anh để ý đường, anh gần nhà, anh gần đường nữa. Anh trông con anh cũng không nghĩ là nó bò nhanh để ra đến tận đường được. Anh không lý do gì nữa, từ nay tôi cấm anh được không cho con về đây nữa. Tụi em bây giờ không nói chuyện này nữa, mình về thôi, gần tối rồi đấy. Từ nay trở đi anh đừng có mà ra xin phép tôi cho con về chơi với anh nữa đâu. Anh làm bố cái kiểu gì ấy để cho con gặp nguy hiểm như thế à? May mà tôi đến kịp không thì chip làm sao thì hôm nay là anh, thật sự là tôi không thể nhìn mặt anh nữa. Hôm qua tôi đã dặn anh ký rồi, chip bây giờ nó lớn rồi, nó bò nhanh lắm. Anh ở nhà ngay đây anh cũng đóng cửa vào. Nhà anh thì gần đường nữa, anh đi đâu anh phải đóng cửa vào đi, để con ở nhà mình thế này à? Cái đấy là tôi cũng sơ ý thôi, vì tôi cũng không nghĩ là con nó bò nhanh như vậy. Cũng lâu lắm rồi tôi không gặp con rồi. Con đi bàn làm bé. Tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi đưa con về đây. Từ nay trở đi anh đừng có nói chuyện mà đón con được về đây chơi nữa. Anh xem quần áo của con đâu, lấy cho con cho tôi bác. Về đi. Anh lên là chuẩn bị quần áo cho chiếc đi. Em bé chiếc rồi anh. Vâng. Chờ anh ấy lấy áo cho quần áo cho chiếc nữa. Đi quay xe. Vâng. Lâu gì lâu hết. Em quần áo của con em. Em cầm cái xe tập. Đưa cái xe này đi cho con tập đi. Không phải. Anh lấy cái xe này ở đâu vậy? Anh mượn của họ đúng ngày mai để anh đi mua cái khác giả họ. Cái này còn mới thì em cầm cho con. Mà anh mua cái khác giả họ. Rồi thế mình về. Nhớ là bây giờ tôi về đây, không muộn rồi. Tôi thì anh có thơm thích gì rồi. Con cũng chịu trông. À mình về nhà nào. À mình bắt đến nhá. À, con. À, đi đâu? Chào nhà làm việc đi.